Tại đoạn sông Cầu Chày, bên tả là xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, bên hữu thuộc xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân. Các bụi tre do người dân trồng nhiều năm đã khiến cho lòng sông rộng gần 100 mét bị che kín, gây cản trở dòng chảy, gây khó khăn cho việc tiêu úng khi có lũ. Huyện về chỉ đạo, xã chỉ đạo, nhưng mà chưa quyết liệt. Đấy, cho nên là nhân dân phát thì bao nhiêu thì phát, nhưng mà chúng tôi đề nghị là nếu sau này là sắp tới đây đề nghị phải huyện và xã chỉ đạo quyết liệt để các hộ nhân dân phát cây giải pháp dòng chảy. Rồi 2-3 năm nay là anh cản rất nhiều. Khu vực xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân luôn có nguy cơ cao về ngập úng và vỡ đê vào mùa mưa bão. Thế nhưng ngay sát lòng sông, thay vì chỉ trồng hoa màu ngắn ngày, chính quyền địa phương vẫn cho các hộ dân thầu đất để trồng mía, trong khi đây là cây trồng gây cản trở, ách tắc dòng chảy nghiêm trọng. Hàng năm là nguồn sách là huyện giao là khoảng 1.600.000.000 từ nguồn tư từ quỹ đất công, thì trong đó cái nguồn thu từ cái đất mía bãi khoảng 3 hecta này nó ảnh hưởng đến khoảng gần 200.000.000. Nếu như mà 200.000.000 này mà không có nguồn thu ấy, thì lại ngân sách lại mất cái nguồn chi, nên nó cũng rất là khó cho cái việc là chi ngân sách. Trước mùa mưa bão, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 4812 ngày 4 tháng 5 năm 2018 chỉ đạo các sở ban ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ năm 2018. Trong đó, việc tổ chức phát quang mái đê, chân đê, xử lý dứt điểm vi phạm ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trong mùa mưa bão phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Thế nhưng cho đến thời điểm này, tuyến đê sông Cầu Chày dọc các xã Yên Giang, Yên Tâm, Yên Phú, Yên Thịnh, huyện Yên Định vẫn tùm cây cối. Nhiều đoạn đê được người dân tận dụng trồng cỏ để chăn nuôi. Cái này nó là vi phạm luật đê điều. Mà cái nguy hiểm của cái việc mà trồng cỏ voi và cây cối trên đó là khi trồng người ta phải quốc sới ra thì nó mất cái lớp áo bảo vệ. Đồng thời là cái rễ cỏ voi là khi nó bị hoai mục trong đó thì nó tạo ra hang hốc và gây ra các sự cố khi có lũ về, nó sẽ dễ gây ra sạt trượt và ảnh hưởng đến an toàn của đê trong mùa lũ. Luật đê điều quy định rõ, người đứng đầu chính quyền địa phương là chủ thể chính trong việc tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều và hộ đê trên địa bàn. Tuy nhiên, do người dân nhận thức về pháp luật còn hạn chế, trong khi đó chính quyền địa phương lại buông lỏng quản lý, nên đã dẫn đến tình trạng các công trình phòng chống lụt bão bị vi phạm ngày càng phổ biến và không được xử lý dứt điểm.